Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe ở cái phân khúc hatchback các bạn nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đó chính là chiếc xe Toyota Yaris đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở xe Toyota Yaris này thì nó có những cái phiên bản là Toyota Yaris E và phiên bản Toyota Yaris G. Thì hôm nay tôi gửi đến quý bạn là ở cái phiên bản Toyota Yaris G các bạn nhé. G tức là phiên bản đủ rồi các bạn ạ. Nhìn ở bên ngoài thì phân biệt giữa bản E và bản G rất là dễ các bạn ạ. Bản E thì là được trang bị đèn halogen thôi, chưa có đèn bi xenon ông. Còn ở phiên bản G nó đã có được trang bị đèn pha bi xenon ông rồi các bạn nhé. Nó cũng giống như những chiếc xe Toyota Vios E và G đấy ạ. Đấy, bản G là bản đủ và bản cao cấp nhất rồi các bạn nhé. Và tôi cũng xin chia sẻ thêm thông tin, tại hãng Toyota thì đang phân phối những dòng Toyota Yaris thì nó có hai phiên bản nhé. Phiên bản từ Thái Lan, đều nhập từ Thái Lan, nhưng nó có hai phiên bản là phiên bản 1.3 và phiên bản 1.5. Thì thưa với quý vị các bạn, đây là cái phiên bản 1.3 số tự động ạ. 1.3 đi rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Đấy, những chiếc xe này thì nó phù hợp với những chị em phụ nữ chạy ở đường phố, cho nên là không cần phải động cơ cao, chỉ cần tiết kiệm nhiên liệu là tốt rồi các bạn ạ. Đấy, và thưa với quý vị các bạn, chiếc xe này được sản xuất năm 2015, nhập khẩu về Việt Nam là cuối năm 2015, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu các bạn nhé. Chiếc xe mới lăn bánh có 5.9 km thôi, và chiếc xe này thì chạy quá ít, cho nên là ngay cái lúc tôi mua, tôi đã phải quay lại tại nhà chủ xe cho các bạn xem về cái xe này, tình trạng chiếc xe và tình trạng đồng hồ chuẩn tại nhà chủ xe đấy ạ. Nếu như quý bạn mà không tin thì quý bạn có thể xem lại cái video hôm trước tôi đã đăng rồi đấy ạ. Hoặc nếu như quý bạn đến xem tại nhà cửa hàng tôi sẽ cho quý bạn xem cái video trực tiếp trên điện thoại của tôi. Có ngày có giờ nói là tôi mua tại nhà chủ xe các bạn nhé. Và thưa với quý vị các bạn, với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả là còn nguyên bản ạ. Đấy, đến cái lốp cũng còn cái lốp nguyên bản ạ, lốp xưa cua còn chưa hạ quý bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi đang bán giá là 448 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris G 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ. Là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Yaris G 2015 nhập khẩu nguyên chiếc, tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Toyota Yaris phiên bản 1.3G 2015 nhập khẩu nguyên chiếc, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, không những còn nguyên bản và còn rất là mới quý vị và các bạn nhé. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán giá là 448 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước là 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Yaris này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.